sắc mà nó thoải mái nha. Con nó khóc mà mấy đêm xong cái khóc điên luôn đấy chị. Chết. Hồi đấy con dâu á mà không bú nhiều nên nó bị cữa cả đấy. Khi mà mang bú nhiều cũng không cữa. Không cho bú nữa. Không cho bú là bú bình nhiêu. Thấy cháu khóc là bà cho bú bình nhiêu. Hộp con dâu đây. Con hộp như vậy.